Hello các bạn, hôm nay trong cái video clip này mình sẽ chia sẻ cho các bạn về y tế ở Canada, cái hệ thống y tế ở Canada và cách mà các bạn có thể kiếm được một bác sĩ gia đình cho riêng gia đình của các bạn. Ok. Đầu tiên á, mình sẽ nói về cái hệ thống y tế ở Canada. Thì hệ thống y tế của Canada là một cái hệ thống được duy trì hoạt động bởi thông qua thuế. Thì khi mà các bạn đi làm đóng thuế thì đó là tiền để nuôi cho cái hệ thống y tế hoạt động. Thì những ai, tất cả mọi người, những ai là cư trú ở Canada, là tạm trú hay thường trú, để có cái tình trạng cư trú hợp pháp ở Canada đều được hưởng cái y tế công cộng này. Cái hệ thống y tế công cộng này á, thì những người mà có tình trạng cư trú hợp pháp ở Canada giống như hồi nãy mình nói á, làm sao để hưởng được cái dịch vụ y tế này thì mình khi mình qua mình sẽ làm các giấy tờ, thì trong đó bao gồm là mình sẽ đăng ký cái thẻ bảo hiểm y tế của tỉnh bang. Thì ở mỗi tỉnh bang nó sẽ có mỗi một cái chính sách khác nhau về bảo hiểm y tế. Thì sau khi mà các bạn xin được cái bảo hiểm y tế của tỉnh bang bạn ở á, thì bạn sẽ sử dụng nó khi mà đi khám bệnh này nọ, thì tất cả mọi chi phí về điều trị khám chữa bệnh này nọ đó là do chính phủ trả hết cho bệnh viện ha. Rồi thì một cái điểm hay ở trong cái hệ thống y tế của Canada có nghĩa là khi mà các bạn có cái bảo hiểm của tỉnh bang á, thì bạn đi bất cứ bệnh viện nào, bạn đi bất cứ chỗ nào mà liên quan đến y tế khám chữa bệnh thì bảo hiểm đều cover hết. Nó không phải giống như ở Việt Nam là bảo hiểm ở bệnh viện quận nhất thì chỉ có đi khám ở bệnh viện quận nhất, và bảo hiểm ở bệnh viện gia đình thì chỉ đi khám bệnh viện gia đình, thí dụ như vậy đó. Còn bên đây là tất cả các bệnh viện đều có thể sử dụng bảo hiểm hết ha, và bảo hiểm này bạn không cần phải mua, bạn chỉ cần lên trên những cái chỗ mà của chính phủ á, các bạn đăng ký là người ta sẽ cấp cho. Và thời gian, thời hạn như thế nào thì người ta sẽ có, mỗi tỉnh bang nó sẽ có cái quy định khác nhau. Có một cái điều rất là hay nữa ở trong cái bảo hiểm và cái trong cái hệ thống y tế của Canada, nó gọi là tính portability, có nghĩa là tính linh động á các bạn. Là nếu mà các bạn ở tỉnh bang này, sau đó các bạn di chuyển vào một tỉnh bang khác, các bạn sống, thì cái tỉnh bang cũ vẫn cover tiếp tục cái tiền bảo hiểm cho các bạn trong vòng 3 tháng sau khi mà các bạn chuyển qua tỉnh bang mới. Tại vì có một số tỉnh bang giống như là, ví dụ như ở BC mình đang ở đi, thì từ khi mà mình từ Calgary mình chuyển qua bên BC á, thì BC sau 3 tháng mình ở, có mặt tại BC, mình ở tại BC, thì chính phủ tỉnh bang mới gọi là cấp cho mình cái thẻ MSB, là thẻ bảo hiểm y tế ở BC. Thì trong cái khoảng thời gian đó mình có cần những cái dịch vụ, những cái nhu cầu về y tế, chăm sóc y tế á, thì mình sẽ sử dụng cái bảo hiểm của bên tỉnh bang Alberta. Ha, cái đó là một cái điều rất là hay, cho dù các bạn có đi đâu thì những cái hệ thống y tế nó cũng cover hết lẫn nhau ha, các bạn không phải lo cái vấn đề đó. Thì cụ thể như thế nào các bạn có thể lên những cái trang web về y tế của tỉnh bang, bạn đọc những cái thông tin đó ha. Thì các bạn, trước khi các bạn tìm bác sĩ gia đình, các bạn phải hiểu được cái hệ thống y tế nó hoạt động như thế nào, thì đó là mình mới biết được lý do tại sao mình phải đi tìm bác sĩ gia đình ha. Thì hệ thống y tế của Canada nó chia thành hai cấp. Thứ nhất là cái nhu cầu y tế sơ cấp. Sơ cấp có nghĩa là những cái cơ bản thôi, những cái ví dụ như là bạn bị cảm, bị ho, bị nhức đầu, hoặc là nặng hơn chút là bị dị ứng nhẹ, hoặc là những cái vấn đề về sức khỏe mà các bạn không thấy an tâm, mà các bạn thấy ví dụ như đau nhức cơ thể mà các bạn không biết nguyên nhân tại sao thì muốn đi khám, thì đó là những nhu cầu y tế sơ cấp. Thì các bạn sẽ đi đến gặp bác sĩ gia đình, hoặc là đi đến những cái clinic ha, mình giống như là bên Việt Nam mình giống như những cái trạm y tế nhỏ ở phường xã gì đó, thì bên đây nó có rất nhiều những cái gọi là cái clinic. Sau này thì tại vì dân cư đông lên rồi đó, cái nhu cầu y tế nó một ngày càng nhiều ra, mà cái lượng bác sĩ nó lại thấp, cho nên thành ra là một bác sĩ không có đảm nhận được quá nhiều bệnh nhân nữa, nên thành ra là bây giờ người ta đã tạo ra một cái hệ thống, đó là working clinic. Working clinic có nghĩa là bạn không cần phải đặt hẹn gì hết, bạn đi đến là bạn nói bị vấn đề gì đó, người ta có thể khám ngay. Rồi cái nhu cầu thứ hai, cái mức thứ hai ở trong cái nhu cầu y tế của Canada là người ta gọi là nhu cầu y tế thứ cấp, có nghĩa là nó cao hơn một bậc, nó phức tạp hơn. Ngoài những cái bệnh giống như nhức đầu, cảm sổ mũi, thì những cái vấn đề về tâm lý nè, về bệnh tim, bệnh
da liễu vân vân, nói chung là cần đến cái sự chăm sóc và cái sự khám chữa bệnh của những cái bác sĩ mà chuyên khoa á, thì đó là nhu cầu y tế thứ cấp. Thì những cái bác sĩ đó người ta sẽ làm việc ở những cái bệnh viện chuyên khoa hoặc là người ta làm việc ở những cái bệnh viện lớn. À, thì lúc đó khi các bạn bị có những cái triệu chứng mà bác sĩ ở bên bác sĩ gia đình á, người ta khám xong người ta xác định đó là bệnh và nhưng mà người ta không chữa được, người ta sẽ gửi bạn đến những cái specialist là những bác sĩ chuyên khoa. Thì bác sĩ chuyên khoa sẽ khám lại cho các bạn lần nữa, xác định bệnh và sau đó tiến hành cái liệu pháp chữa trị cho các bạn. Ngoài hai cái hệ thống mà mình nói trên á, thì nó còn có một cái nhu cầu về y tế khác, có nghĩa là những cái nhu cầu về răng nè, chăm sóc răng nè, làm đẹp răng nè, làm đẹp da nè, chăm sóc thẩm mỹ nè, hoặc là về mặt kính này nọ đó. Thì cái này nó không phải là một cái bệnh gì nó quá nghiêm trọng, cho nên thành ra là nó sẽ trở thành một cái nhu cầu khác. Thì những cái nhu cầu này á, thường là bên bảo hiểm của tỉnh bang của chính phủ sẽ không tài trợ, mà các bạn khi mà các bạn đi làm á, ở những cái công ty thì những công ty sẽ có mua những cái gói bảo hiểm ở công ty bảo hiểm thứ ba đó, công ty của bạn sẽ mua những cái gói bảo hiểm đó cho nhân viên khi mà các bạn trở thành nhân viên chính thức. Trong cái gói bảo hiểm đó thì nó sẽ có những cái giống như là đi massage, đi châm cứu nè, đi kiểm tra sức khỏe tâm lý nè, đi làm kiến, giống như cái kiến này mình cũng lấy từ bảo hiểm công ty ra mình đi làm nè, đó vân vân. Hệ thống y tế hiện thời đang quá tải, gọi là cái người làm việc á, bắt những bác sĩ hoặc là những nhân viên làm việc trong ngành y tế thì lại quá thiếu. Tại vì các bạn cũng biết, một học bác sĩ ra cũng phải nuốt 5-7 năm mới có thể ra làm bác sĩ. Điều dưỡng, y tá gì cũng vậy ha, cũng phải mất 5 năm là ít nhất đó, mà số lượng người mà đi theo cái ngành này thì cũng rất là ít, cho nên thành ra là hiện thời Canada đang thiếu rất nhiều về cái nguồn nhân lực này. Đó cũng là một cái cơ hội cho các bạn sinh viên, nếu mà các bạn mới ra trường ở cấp 3 muốn đi qua Canada du học, thì nếu các bạn yêu thích cái ngành y tế thì các bạn có thể tham gia học và ở Canada và sau này đi ra làm bác sĩ ở Canada. Tiền lương là chắc chắn sẽ rất là cao, rất là hậu hĩnh, và cơ hội để cho các bạn xin được PR thì hoàn toàn gần như là 99% ha. Đó là cái điều mà mình nhận thấy được ở trong cái cuộc sống và cái hệ thống y tế của Canada. Ok, thì mình bây giờ mình sẽ quay trở lại cái phần là tìm bác sĩ gia đình như thế nào. Thì đây là cái cách mà mình tìm cho bản thân mình, thì mình chia sẻ lại cho các bạn. Thì thực ra mình cũng tìm trên Google cả thôi. Thì ở đây mình giả sử như các bạn ở BC ha, tại vì hiện tại là mình ở BC, mình sẽ ví dụ ở BC cho các bạn dễ hiểu, còn lại các bạn cứ Google ha. Rồi thì ở BC á, đây là một cái website đây. Thì cái website này nó ghi là BC College of Family Physicians. Thì đây là một cái hiệp, mình tạm dịch nó là hiệp hội những cái bác sĩ gia đình ở BC. Trong cái website này các bạn có thể đọc rất nhiều thông tin về bác sĩ gia đình này nọ vân vân. Thì để tìm bác sĩ gia đình á, các bạn click vào cái link đầu tiên nè, Visit the Parkway Medical Care Directory nè, đó vô đây. Dạ, thì mình click cái link nó sẽ ra cái website này ha. Rồi, trong cái website này các bạn có thể thấy là in person, là các bạn có thể, có nghĩa là gặp trực tiếp ha. Telephone là gọi điện thoại, và video có nghĩa là bạn gọi giống như là mấy cái như là Messenger hoặc là gì đó, mình gọi Skype này nọ đó, video call đó, mình hay gọi là video call đó các bạn. Thì nếu mà các bạn biết tên của cái người bác sĩ đó thì các bạn gõ vào đây, còn nếu không thì các bạn có thể tìm qua cái clinic, là cái nơi mà các bác sĩ đó làm việc nếu mà bạn biết. Còn mình hay tìm, còn nếu mà các bạn không biết gì hết, các bạn muốn tìm một bác sĩ gần nhà bạn thì các bạn có thể search theo cái cách là city và town nè. Thì thí dụ như mình ở Langley, mình sẽ search là Langley ha, Langley Fort, Langley hay là Langley, thì mình đang ở Langley CD thì mình ở vô Langley. Thì khi nó ra cái giao diện này đây, là nó list ra tất cả những cái clinic nè, những cái hình mà có cái dấu thập cái ngôi nhà này các bạn là những cái clinic, còn những cái hình của cái hình người này nè là những người bác sĩ, tên của bác sĩ ha. Một cái điều hay là ở đây á, là các bạn có thể thấy ở đây nè, nó có cái English, Cantonese là tiếng Hoa, Mandarin cũng là tiếng Hoa, Cantonese là cái tiếng Hồng Kông, tiếng Quảng á, Mandarin là tiếng phổ thông bây giờ. Hoặc là limit Korean là tiếng Hàn ha, một ít tiếng Hàn, ví dụ như vậy. Rồi các bạn có thể tương tự cho những nhiều bác sĩ, nó cũng sẽ có là English nè, tiếng Hindi, mấy cái tiếng này là tiếng của những người ở bên phía Trung Đông á.
đó các bạn. Arabic cũng vậy nè, bên Ả Rập hoặc là bên phía phía bên Trung Đông nè. Thì ở đây các bạn, nếu tại vì mình đang search là lan lì, bây giờ mình trở ra mình search cái thành phố Surrey chẳng hạn ha, Surrey, thì các bạn có thể thấy mình cho các bạn xem một số các bác sĩ á. Đây mình thấy có cái clinic này nè các bạn, có tiếng Việt nè, đó, Vietnamese nè, thì các bạn có thể gọi điện đến cái clinic này. Nếu mà các bạn ngại về tiếng Anh, các bạn không tự tin về tiếng Anh, thì các bạn có thể tìm những cái clinic bằng tiếng Việt, hoặc là những cái người bác sĩ mà có để Vietnamese ở này, thì có 80% họ là người Việt, nhưng mà đại đa phần các bạn, những bác sĩ bên này đều là những người mà sinh ra và lớn lên ở đây, cho nên thành ra họ cái vốn tiếng Việt của họ cũng rất là ít thôi, họ chỉ nói được giao tiếp thôi, chứ nói về chuyên khoa thì họ cũng vẫn sẽ nói tiếng Anh ha. Thôi ok, thì cái cách này của mình á, nó có một cái khuyết điểm là các bạn sẽ không biết được bác sĩ và hay là các clinic đó làm việc như thế nào, có nghĩa là họ có làm tốt không, họ có khám tốt không, họ có vui vẻ, có nhiệt tình với mình không, chất lượng như thế nào thì mình không biết được. Đó, nó chỉ list lên như vậy thôi. Thì khi bạn có thể đăng ký xong, sau đó bạn khám, bạn thấy không thích thì bạn tìm chỗ khác, thì cái đó nó hơi mất thời gian cho các bạn thôi. Đó, còn mình có một cái cách hay hơn á, là mình sẽ lên Google. Thì mình sẽ lên Google, đây mình lên Google Map ha các bạn. Các bạn gõ lên đây, ví dụ mình ở Lan Lì, mình sẽ gõ lên đây là clinic. Đó. Thì nó sẽ hiện ra tất cả những cái chỗ nào thuộc về y tế, về clinic, thì các bạn có thể bấm vô từng ca từng nơi. Thì ở đây nó bao gồm luôn cả cái bệnh viện ở Lan Lì luôn nè. Đó, rồi ở trong thành phố Lan Lì thì có rất nhiều các clinic khác nhau, thì các bạn có thể bấm vào từng cái. Mình giả sử như cái Willowbrook Medical Clinic này đi ha. Đó. Thì khi các bạn bấm vào, các bạn có thể thấy được cái đánh giá review của người bệnh nhân á, người ta đến khám ở trên đây. Đó, các bạn có thể bấm vào. Thì thường cái review này nè, mình chỉ những cái nơi, ví dụ như những cái quán ăn hoặc là những cửa tiệm, hoặc là thậm chí là những cái bệnh xá này nè, thì mình sẽ coi cái điểm review nó cỡ khoảng từ 3.7 cho đến 4.5, 4.6, 4.7. Thì từ 4.6 trở lên là rất là tốt, dao động từ 3.7 cho đến 4.2 là ok. 3.7 cũng hơi thấp đó các bạn, bình thường là mình sẽ kiếm từ 4 chấm trở lên không à. Đó, thì nó mình, các bạn có thể vào các bạn đọc những cái comment, những cái comment mà, tại vì cái chỗ đó có thể hồi xưa nó tệ, nhưng mà sau này nó đổi chủ hoặc là nó đổi manager á, nó làm việc tốt hơn, đổi bác sĩ này nọ nó làm việc tốt hơn, nhưng mà cái review này nó của 6-7 năm trước chẳng hạn, thì nó kéo cái review tổng thể xuống. Thì các bạn cũng nên đọc những cái review mà gần đây nhất, các bạn có thể thấy là một tuần trước nè, đó, hoặc là 8 tháng trước nè, đó, hoặc là một năm trước nè, người ta đánh giá như thế nào, trong đây người ta làm việc như thế nào, đó, thì các bạn thấy được, gọi là có một cái tầm cái nhìn tổng thể của cái clinic đó rồi á, các bạn có thể gọi điện đến, các bạn đăng ký để làm bác sĩ gia đình. Thì đây là cái cách mà mình tìm khi mà mình chuyển đến Lăng Lì, thì mình tìm hết tất cả các clinic, mình đọc hết tất cả các comment, mình coi chỗ nào mình sẽ phân, tự bản thân mình sẽ phân cấp ra là cái clinic nào mình thấy ưa thích á, mà mình thấy ok, thì mình bắt đầu mình sẽ gọi điện. Thì rất là đơn giản là các bạn đã bấm vô đó, thì nó sẽ có, thường nó sẽ có cái website nè, các bạn có số điện thoại nè, các bạn chỉ cần gọi điện cho họ, hỏi là có nhận bệnh nhân mới không. Nếu mà họ nói có, ok, đặt hẹn rồi đi đến để gặp bác sĩ rồi đăng ký thôi. Đó, thì mình cũng kiếm bằng cách đó. Thì đó là cái cách mà mình kiếm bác sĩ gia đình ở bên này. Mình thấy khá là hiệu quả khi mà mình từ Mountain mà mình chuyển qua Calgary á, mình cũng kiếm bằng cách này, cũng rất là hiệu quả, mình gặp được bác sĩ cũng khá là ưa thích. Rồi từ Calgary mình chuyển qua Lăng Lì này thì mình cũng tìm được bác sĩ cũng khá là ưa thích. Thì nói chung là cái cách này của mình cũng khá là hiệu quả, nhưng mà chỉ có một cái nhược điểm là nó chỉ phù hợp cho những bạn nào tự tin về tiếng Anh, tự tin nào giao tiếp bằng tiếng Anh. Còn nếu mà các bạn mà không tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh mà các bạn muốn tìm một bác sĩ Việt Nam á, thì mình nghĩ cái này cũng rất là khó. Các bạn có thể kiếm qua website giống như hồi nãy mình nói, hoặc là nếu mà các bạn có những người quen hoặc là những cộng đồng người Việt Nam ở đây nè, các bạn có thể hỏi tên của bác sĩ, rồi bác sĩ làm việc ở đâu, rồi gọi điện đến để hỏi bác sĩ coi có nhận bệnh nhân hay không. Nhưng mà mình cũng như mình nói đó,
cái lượng bác sĩ bên này nó cũng không quá là nhiều so với nhu cầu hiện tại của cái thành phố, của cái xã hội. Cho nên mà các bạn đi kiếm những bác sĩ Việt Nam nữa thì nó càng khó hơn nữa. Cho nên thành ra là mình nghĩ á, nếu mà các bạn đi qua đây rồi á, thì các bạn nên chịu khó gọi là mình giao tiếp bằng tiếng Anh ha. Mình thì tìm những bác sĩ bằng tiếng Anh, bác sĩ nói tiếng Anh. Mình thì thích những bác sĩ người Tàu, người Hoa, hoặc là những bác sĩ người da đen á, hoặc là những người da trắng. Những người đó họ nói tiếng Anh rất là chuẩn, rất là tốt, cho nên thành ra là mình sẽ dễ nghe, dễ hiểu hơn. Còn đối với những một số các bác sĩ mà ở bên Ấn Độ hoặc Ả Rập á, tại vì họ cái đặc trưng của các accent của họ rất là nặng, cho nên nhiều khi mình sẽ không hiểu đó, mình sẽ rất là khó nghe. Nhưng mà đa số bác sĩ bên đây họ làm việc cũng khá là ok, khá là nice, cho nên đặc biệt là mình có rất ấn tượng rất là tốt đối với những bác sĩ mà người da đen á, họ rất là nhiệt tình, rất là dễ thương. Cho nên mình cũng khuyến khích các bạn nên tìm những bác sĩ giống như vậy để mình luyện cái khả năng nghe nói. Và nếu ví dụ như trong trường hợp là các bạn không hiểu người ta nói gì, thì tại vì người ta sẽ nói những cái thuật ngữ, những cái từ ngữ về chuyên môn y khoa, thậm chí bên tiếng Việt khi các bạn nghe đến những thuật ngữ y khoa các bạn cũng chưa chắc là hiểu nữa, huống chi là tiếng Anh, thì các bạn có thể search trên Google, nói người ta ghi lại, các bạn đừng ngại vấn đề đó. Nhiều bạn sẽ rất là ngại là sợ mình mà dở tiếng Anh, mình nghe không được, người ta chê mình, hay ở bên đây không ai như vậy hết các bạn. Nếu các bạn nghe không được, các bạn không hiểu, các bạn cứ hỏi là bác sĩ, nhờ bác sĩ ghi xuống cái tên hoặc là cái keyword về cái bệnh án đó. Giống như mình đi khám cho thằng nhóc của mình á, có nhiều những cái không phải triệu chứng, gọi là những cái hiện tượng mà xảy ra khi mà của em bé mới sinh, thì bác sĩ cũng ghi xuống cho mình là cái đó là cái gì. Mình sẽ tìm về, mình Google lại, hoặc là bác sĩ sẽ Google bằng Google Translate đó, chuyển qua tiếng Việt cho các bạn dễ hiểu. Rất là đơn giản ha, những cái đó bạn cứ tự tin mà giao tiếp. Ok, thì đó là những gì mà mình muốn chia sẻ về cái cách về hệ thống y tế ở Canada, và cũng như cái cách tìm bác sĩ gia đình bên đây. Thì nếu các bạn có những cái thắc mắc gì á, hoặc là các bạn có những cái bổ sung, gọi là những cái cách nào khác hay hơn, các bạn có thể comment ở bên dưới. Và nếu các bạn thấy thích cái video này, có thể bấm vào nút like ở bên dưới để ủng hộ cho mình ha. Và đừng quên vào kênh của mình bấm vào nút subscribe, nút đăng ký á, và cái chuông kế bên để nhận thêm nhiều những cái video mà mình sẽ chia sẻ về cuộc sống ở Canada nữa nhé. Ok, bye bye các bạn.